Hay. Xin kính thưa quý vị và các bạn, vào tháng 7 hàng năm á, thì người ta hay gọi là cái tháng Vu Lan báo hiếu á, cho nên đây cũng là cái dịp để chúng ta ngồi suy nghĩ lại những cái công ơn của Đấng Sinh Thành, cũng như là cùng với đó thì có những cái hoạt động là làm từ thiện để phần nào san sẻ những cái khó khăn cho các mảnh đời bất hạnh. Nhân đây thì trước khi nói về cái vấn đề chính ngày hôm nay thì mình xin kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện có thật về cái đề tài này. Đó là có một cái cô Phật tử rất là tôn kính Đức Phật, cho nên thường xuyên vào chùa để cúng dường, và mỗi khi mà có hoa quả hay trái cây gì á là mang vào chùa để cúng hết. Và rất nhiều năm cúng chùa như vậy á, thì vị trụ trì ở chùa đó cũng biết rất rõ về người Phật tử kia. Cho nên đến một hôm vào ngày rằm tháng 7, cũng như thường lệ thì vị Phật tử ấy lại mang trái cây vào chùa để cúng. Nhưng mà lần này khi mà đến cổng chùa á, thì cái vị hòa thượng trụ trì mới ngăn cô lại và nói rằng á, hôm nay là rằm tháng 7 rồi, cho nên Phật đi vắng rồi, thí chủ đừng có vào đó cúng nữa. Và người Phật tử nghe nói đến Phật thì rất là mừng và mới hỏi rằng là ủa vậy hôm nay Phật đi đâu rồi vị sư? Thì vị trụ trì đó mới nói rằng là Đức Phật đã biết lòng thành kính của cô, cho nên đã chắc đã đến thăm nhà cô rồi đó. Cô cứ mang hoa quả này về, nếu mà thấy ai mang đôi dép ngược đó là Phật đó. Cái người Phật tử kia rất là mừng vì cứ nghĩ rằng á, cái tấm lòng của cô ấy bấy lâu nay thì cũng được đền đáp rồi. Cho nên cô chạy thật nhanh về nhà để diện kiến Đức Phật. Khi mà đến về đến nhà thì thấy cửa nhà vẫn khóa, và cô mới gõ cửa thật lớn và kêu mẹ cô ra để mở cửa. Mẹ cô thì cũng lớn tuổi rồi, cũng mắt không thấy thấy đường rõ đó, và cũng đang trông ngóng con mình. Mà sao mà đi chợ từ sáng tới giờ chưa thấy về? Cho nên khi mà nghe tiếng con gái thì lật đật chạy ra để mở cửa. Nhưng mà do già cả rồi mắt mờ nữa, cho nên cái xỏ đôi dép ngược chạy ra. Người con gái mới bước vội vào nhà và hỏi mẹ mình là có thấy Đức Phật đến nhà không? Tại sao mà mẹ không chịu mở cửa ra để đón Đức Phật vào nhà? Người mẹ mới từ tốn đáp rằng sáng giờ mẹ đâu có nghe ai kêu cửa gì đâu, cho nên đâu có biết. Nhưng mà khi nhớ lại cái vị trụ trì nói rằng á, ai mà mang đôi dép ngược á, thì đó chính là vị Phật của cô. Cho nên người Phật tử kia nhìn xuống đất thì thấy mẹ mình đang mang đôi dép ngược, thì cô mới ngộ ra cái chân lý và quỳ xuống và ôm mẹ mình và khóc. Đó, một cái câu chuyện cũng rất là hay quý vị. Bởi vậy mới có cái câu là tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu á. Và hơn hết á, là nếu mà con cái không tôn kính cha mẹ, không làm tròn trách nhiệm, thì cho dù con người đó có tu hay là theo đạo nào chăng nữa thì cũng khó có thành tựu được ha. Và chúng ta nhìn lại tiền em bên bờ vũ trụ, khi mà nghe câu chuyện từ anh Lễ ở An Giang kể về ông cụ Lê Tùng Vân đã đối xử với nhà thơ Thần Liên là cha ruột của ông ấy á. Khi mà ông ấy về ở ẩn ở núi ở Thất Sơn thì quý vị biết ông ấy là người như thế nào rồi ha. Ông ấy đâu có coi chữ hiếu ra gì đâu. Hay là như cái cách mà ông ấy đối xử với mẹ ruột của ông đó, sau khi mà cô Tư là mẹ nuôi của Minh Tùng qua đời đó. Và nên nhớ rằng á, mảnh đất ở Trại Thánh Đức cũ á, là có phần tiền của bà Mười đã đưa cho ông Vân để mua miếng đất đó, chứ không phải là hoàn toàn là của ông cụ Lê Tùng Vân không. Vậy tại sao khi mà cô Tư qua đời á, thì ông Lê Tùng Vân lại không mang bà Mười về nuôi dưỡng, đúng không? Nếu mà nói cái chuyện đó nó đã qua lâu rồi á, vậy thì còn hiện tại ông cụ Lê Tùng Vân ông cho rằng các thiền am của ông ta là nơi nuôi dưỡng trẻ em rồi người người già không nơi nương tựa. Vậy thì em ruột của cụ đó sao cụ không đem về nuôi mà phải để ông ấy lang bạt về ở ở về một nơi nào đó? Thì có phải là ông cụ Lê Tùng Vân này ông quá vọng ngữ rồi không? À, lúc đầu thì tự nhận là hòa thượng Thích Tâm Đức và nói rằng á, từ từng là tu trong giáo hội, đến khi bị vạch trần á, thì nói là theo Bổn Sư Kỳ Hương.
sau khi tiếp tục bốc phốt đó thì lại mạo danh là nói là tu tại gia đó, mà tu tại gia là muốn làm gì cũng được sao hả? Ngay cả chuyện sinh con rồi rồi không dám nhận con luôn hả? Bởi vậy thật sự cái chuyện ông cụ Lê Tùng Vân ông chung sống với mấy người phụ nữ đó, sinh con đẻ cái ra rất nhiều người đó, mà biết được cả mấy chục năm nay rồi ha. Bởi vì người ta đã chứng kiến rồi đó, cái chuyện đó không có thể nào chối cãi được đâu. Còn cái chuyện mà mấy hôm nay nhiều người cứ tranh cãi về cái vụ giấy tờ của Nguyễn Xin đưa ra là giả mạo này kia, nhưng mà với quan điểm của mình thì cái lý lẽ đó không có thuyết phục, và mình vẫn tin rằng những tờ giấy của Nguyễn Xin là thật. À, còn ai mà có bằng chứng nào khác nữa thì hãy show lên cho mọi người thấy rồi tìm hiểu sau. Chứ riêng những cái phát hiện của ông thám tử nào đó là hoàn toàn không có chính xác rồi. À, còn cái chuyện mà thì em bên bờ vũ trụ có tu hành và theo đạo giáo nào không á thì mình không biết, nhưng mà riêng với đạo Phật và Bửu Sơn Kỳ Hương hay Tư Ân Yếu Nghĩa là chắc chắn không phải. Bởi vì á, nói về đạo Phật á, thì họ chỉ giả danh đạo Phật thôi, còn về Bửu Sơn Kỳ Hương á, hay là Tư Ân Yếu Nghĩa thì hôm trước mình đã có trực tiếp đến với cái trung tâm truyền đạo, à nói chính xác hơn là tổ đình của cái đạo này ở Ba Chúc ở An Giang á, để tìm hiểu thì được giải thích rất rõ ràng là ông Lê Tùng Vân và cả sư phụ của ông ấy á, cũng không có phải là đạo của đạo này, họ chỉ mượn danh mà thôi ha. Mời quý vị cùng nghe lại cuộc hội thoại này thì sẽ biết rõ hơn ha. Đỉnh cao cao đó là xưa cái ở trên cái đồi đó là cái ông Nguyễn Văn Châu cũng làm cái khai đạo ở trên đó đó. Ờ, trên đỉnh đó, đó. Không, cái đó là núi dài, núi Cấm bên đây là chị nè. Chỗ kẹt hai cây sao nhìn qua đó. Còn cái chùa Phật lớn nè nằm ngay cái quằn á. Nằm ngay cái quằn đồng. Ừ, cái chùa Phật lớn nằm dưới cái thung lũng cái quằn dưới. Cái hồ nước. Ờ thì đó, cái hồ nước chỗ Phật Di Lạc á nằm ở dưới cái quằn. Cái đỉnh là cao chỗ mây mây da cha cha nó là đỉnh. Bên đây núi dài, hai cái núi này nó đâu có chân này. Nó quy y bên này rồi chưa được mấy tháng nữa là đầu ông đi đi qua bên núi Cấm ông mở đạo mình. Đầu tiên dân là ông quy y ở đây. Ông Nguyễn Long Châu á quy y đạo qua Tức Ân Nghĩa này quy lên hai người, cái ông mà kể chuyện á, cái ông mà kể chuyện là đi với ổng là sao đi theo ông Lê Tùng Vân luôn, cái ông kể chuyện cho tôi nghe đó. Sao ổng lên ổng chết đây nè, chết mẹ nè đầu này nè, ổng lên trên này ổng chết như đây luôn, ổng hay tới chừng gần nửa tháng sau rồi còn bộ xương luôn. Cái chừng mình ở mình bây giờ đi theo cái ông này từ nhỏ tới lớn, không có về gia đình, không có thăm quê, không ở chắc là đau Long Xuyên á, chỗ Châu Thành á, đi đi theo ông Nguyễn Văn Châu này. Đi luôn đi tới hết Nguyễn Văn Châu quá là đi theo Tùng Văn sao Tùng Văn cũng mới vắt vả mới bỏ trên núi Cấm cho nó kiểu như làm cò mồi vậy đó. Nguyên cái khu này là hai cái chùa, chùa Tam Bửu, chùa Tam Bửu là trung tâm truyền giáo của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, chùa Tam Bửu bên kia chùa Bi Lai cũng đạo Hiếu Nghĩa luôn, nhà mồ chính giữa. Ủa vậy ông Tùng Văn ổng là theo ông Châu chứ đâu có theo đạo này. Không, rồi cũng theo Nguyễn Văn Châu chứ đâu có theo đạo này. Vậy mà không ổng còn ai không ổng chữa ổng nói là ổng nghe sư phụ ổng nói, ổng nói theo là kiểu như ổng nộp quá, ổng nói ừ theo nộp cũng nổ vậy đó. Mà có một lần là ở trên núi Cấm nè, năm tám mấy á là ổng lấy Bửu Sơn Kỳ Hương á, đặng ổng làm ra thầy làm bà đồ đó, rồi công an không nói dí ông á, ông mới ông cũng chửi dữ lắm nha, ông chửi ông quậy rồi ông thấy cái bộ không im mà ông mới rút đi đó, nè ông ghê lắm. À, rút đi đó, rút đi sau này mới lên Sài Gòn ẩn à, chứ năm tám mấy năm 90 ông còn ở bên Tà Đét nè. Bao nhiêu đó nó cũng lấy ra nó mới chống đỡ cho ông bà dí đạo Phật không chịu đạo Phật không ấy cũng cứ nói cũng xin bị thương rồi quay vòng vòng rồi rốt cuộc anh không biết anh đạo gì luôn. Hồi xưa ông kia cũng vậy, ông thầy ông cũng vậy, ông Nguyễn Văn Châu á cắt cái chùa Phật Đường Tự lên rồi đâu 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 có cái đâu đâu có cái pháp danh, đâu có cái đạo nào đâu để xưng, mới
xuống đây mượn cái đạo Hữu Nghĩa dưới đây nè. À, vậy là cái đó cũng lấy cái đạo này. Nó của nó, tôi nói ông, nó có một cái vậy nè, cái đạo này nó có cái ngôi Long Đình. Cái gì ông biết ngôi Long Đình chưa? Ngôi Long Đình ngày xưa của ông tổ đóng trong đây nè. À, chào Pháp mà. Đem về Sài Gòn, đem mới đầu ông Trần Bá Lộc cũng lấy nên vô đốc. Ông tính làm của riêng, cái sau ông thấy không ổn cái thời của ông Ngô Đình Diệm, ông mới đem lên trên Sài Gòn ông giao lại. Cho tới thời ông Thiệu, cái ông Thiệu ông thả ông Nguyễn Long Châu về nè. Ông Nguyễn Long Châu ông mới đi xuống đây nè, ông kêu thôi bây giờ là cho ông lấy cái đạo Hiếu Nghĩa đặng mà ông để cái danh hiệu của cái chùa của ông là ông trả, ông kêu ông Thiệu trả ngôi Long Đình về. Mấy ông dưới đây nghe nói trả mừng chết mẹ, đồ mất mấy chục năm xin hoài xin không được, nghe ông này nói trả lại thì thôi mày trả lại đi, muốn lấy gì lấy. Trả lại ông kia mới xin cái phật đường tự là đạo Hiếu Nghĩa đó. Sau tới giải phóng ra mấy ông kia mới đẹp đè nịp mấy ông này đây, nó đụng cái đạo này là ở Sài Gòn là ấy. Mới tới năm 2010 mới được công nhận, nó dính liếu như thế. Tại vì ông Nguyễn Long Châu đó ông quậy đi tới đâu là ông chém giết, đó đó là sự thật không thể nào chối cãi được về thầy ông nội Lê Tùng Vân ha. Thế cho nên các bạn mà muốn biện minh cho nó có hợp tình hợp lý á, thì đừng có mạo danh là đạo này đạo kia nữa. Mấy lần trước á, mình đã từng vào các chùa của Bửu Sơn Kỳ Hương rồi Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhưng mà các bạn đều không tin á, thì hôm nay mình đến ngay cái trung tâm này nè, trung tâm đào tạo nè, để xác minh. Thì còn gì để nói nữa không? Các bạn đừng có ngồi nhà mà phán như vậy là nó không có hay đâu, không có mấy không có thuyết phục được đó. Mình đã đến đây luôn rồi đó, còn các bạn còn chối cãi gì nữa không? Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nha. Ngày hôm qua thì mình đi một vòng có rất là nhiều thông tin muốn chia sẻ đến cả nhà, nhưng mà về trễ quá cho nên tới hôm nay mới làm được cái video clip này up lên cho cả nhà ha. Xin mọi người thông cảm nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.